À, nên mình sẽ ghép cái 60 lock screen ha. Để làm cái sim ghép Vision Auto V1.2.2. Lưu ý máy càng đời càng thấp thì nó sẽ lót càng lâu ha. Bây giờ mình sẽ gắn cho, tại vì trong cái sim mình nạp sẵn cái mobile với screen rồi nên gắn nó sẽ tự động vô màn hình chính ha, không cần bấm mã cũng được, hoặc là ai muốn cần bấm mã thì vô ứng dụng sim mình bấm mã nè đó, mình vô ứng dụng sim mình bấm mã, còn không thì nó tự động nhìn rồi mình muốn lót lại thì mình bấm reload ha. Bây giờ mình sẽ bấm reload nha. À, máy càng thấp thì nó sẽ lót càng lâu nên mình chịu khó mình đợi một xí cũng được. Đây là cái group hỗ trợ cộng đồng sim ghép của BK3M, trong này toàn là anh em cửa hàng không hả, 8 anh mấy cửa hàng, anh em cửa hàng cũng như là bán điện thoại ở trong đây, rồi kém gió các thứ ở trong đây ha. Để nhìn nó sẽ văng màn hình hello, à, chờ nó kích sóng rồi nó tự động nó vô ha. Cho nó kích sóng lên cột sóng 3G, 4G thì nó mới vô nha. Còn trường hợp mà anh em thấy nó không kích lên cột sóng luôn thì phải coi lại cái sim, coi lại cái sim của mình có sóng không đó đã. Nếu mà không có sóng luôn thì không có vô được ha. Này, kích vô từ vô lên sóng để mình coi. Anh em lưu ý là máy càng mấy đời từ iPhone X trở xuống thì nó sẽ kích sóng lâu hơn mấy cái máy từ 11 trở lên ha. Nên anh em ráng đợi tí xíu nè, ví dụ như nó lên sóng kiểu này rồi thì anh em sẽ bật hết chuyển vùng lên, dữ liệu di động bật lên ha. Trường hợp mà anh em thấy nó hết văng rồi đó, một hồi nó sẽ lên dữ liệu di động ha. Bây giờ mình test thử này đi, tầm mấy máy đời cao thì tầm 5 giây nó lên dữ liệu di động thôi, còn mấy máy đời thấp nó sẽ kích dữ liệu di động lên chút xíu sao ha. Rồi, để một hồi coi. Đây dữ liệu di động rồi nè. Ok ha. Đơn giản thế thôi. Đây là iPhone 6 lock screen. À, ghép với sim ghép Vision Auto V1.2.2 ha. Đây, để mình nói lại nè. À, nó là mặc định là screen hoặc V mobile, nhưng mà anh em muốn đổi thì anh em vô đây bấm set là MSI hoặc là git ha.